tám chân tâm với bốn quan nghi tưởng vọng. Đó là tới cái chỗ giải cái nghi, là mình tu về cái pháp môn này chỉ có ngồi thiền mới được, hay là còn phải đi đứng nằm ngồi vẫn được. Trên tâm với bốn quan nghi, hỏi trên nó đã nói cách dứt vọng nhưng chưa biết chỉ ngồi tập hay thông cả bốn quan nghi. Đáp, các kinh luận phần nhiều nói ngồi tập vì ngồi dễ thành công hơn, nhưng cũng thông cả bốn quan nghi, tập lần lần rồi từ từ được thuần thục. Thì như vậy mình đừng cố chấp, nghĩa là ban sơ thì phải ngồi tập, nó ở trong một cái vị trí yên tĩnh với một sức vững vàng, mình kềm nó mạnh, cho nên mình quán chiếu nhẹ nhàng dễ dàng hơn. Rồi khi mà thuần thục rồi và áp dụng luôn cả trong bốn quan nghi, đi đứng nằm ngồi đều tu hết. Đây mới dẫn trong luận khởi tính. Luận khởi tính nói người tu chỉ, tức là dùng phương pháp chỉ, nên ở chỗ tịnh ngồi ngay thẳng, giữ ý chân chánh, chẳng nương tựa vào hơi thở, chẳng nương vào bình hình sắc, chẳng nương vào không, tức là cũng đừng quán không, chẳng nương vào đất nước gió lửa, tức là không có áp dụng theo các phương pháp thiền của tiểu thừa, cho đến chẳng nương vào thấy nghe hay biết, tức là không có nương theo những cái phân biệt thấy nghe hay biết. Tất cả các tưởng tùy niệm đều trừ, tức là những cái vọng tưởng vừa dấy lên mình liền dẹp, cũng nên dẹp luôn cái tưởng trừ đó, cũng như khi nãy nó dùng cái giác sát đó, nghĩa là vọng dấy lên thì mình biết nó hết rồi, mình bỏ luôn cả cái biết đó nữa, cái giác đó nữa. Vì tất cả pháp xưa nay vốn là vô tưởng, niệm niệm chẳng sanh, niệm niệm chẳng diệt, nó không có cái tưởng, nó không có cái nghĩ. Vì vậy cho nên nó là pháp không sanh, là pháp không diệt, cũng chẳng được tùy tâm niệm cảnh giới bên ngoài, không tùy tâm niệm cảnh giới bên ngoài, tức là nhớ những cái hình ảnh nào bên ngoài đó. Sao rốt lấy tâm trừ tâm, tâm nếu chạy rong liền kéo về trụ nơi chánh niệm. Nhớ cái chữ chánh niệm ở đây nói chánh niệm là gì? Là chỉ có tâm chứ không có cảnh giới bên ngoài. Chánh niệm tức là cái tâm nhất như đó, gọi là chánh niệm. Lại tâm này cũng không có tự tướng, tức là không có hình dáng, niệm niệm không thật có. Nếu từ ngồi đứng đi lại tới lui tất cả động tác phi vi, trong tất cả thời thường nhớ phương tiện, tùy thuộc mà quán sát, tập lâu ngày được thuần thục thì tâm ấy được an trụ. Do tâm an trụ nên lần lần bén nhạy, thuận theo đó mà được nhập vào chân như tam muội. Chính cái chỗ này tôi, khi mà áp dụng phương pháp tu này, ngài Mã Minh cũng như các tổ nói tuy có khác nhưng mà sự thật tới chung quy không khác nhau. Chân như tam muội tức là chỗ khác nói là chân tâm, pháp thân hay là Phật tánh. Thì cái chân như tam muội này hay chỗ chánh niệm này nó có hình tướng hay không? Tức là không hình, không tướng. Vậy mà có nhiều người họ nói mình ngồi thiền là tới đó rồi nó phát ra một cái hình tướng gì rực rỡ gì gì đó, thì mình biết khi mà họ diễn tả cái hình tướng rực rỡ nào đó thì mình biết họ tu theo cái gì, có đúng theo cái thiền của các vị tổ dạy đây hay không? Hẳn là không phải rồi đó. Đó là những cái giả tướng mà của họ tưởng ra chứ không phải là cái thiền này. Cho nên nếu mà ai nói là Như Lai thiền hay là Như Lai thanh tịnh thiền hay là Tổ sư thiền vân vân,
mà họ còn nói à, khi nhập vào đó có những tướng trạng gì thì biết đó là cái gì, là lợi dụng danh nghĩa, phải không? Lợi dụng danh nghĩa của thiền tổ sư hay là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Vì vậy mà lúc trước đọc mấy chú nó đọc cái tờ báo mà của ông giáo chủ hội Pháp Hoa đó, ông nói ông mà dạy Như Lai Thanh Tịnh Thiền thì khi mà nói là nhập cái cảnh giới Như Lai Thanh Tịnh Thiền, nó nào là thấy hào quang rực rỡ gì đó, thì tôi nói đó là lòng rồi. Thành ra mình hiểu cho thiệt tồn tại, thì khi ai nói cái gì sai là mình biết để cho mình khỏi mắc kẹt, chứ không thì nghe tôi nói ở tới cảnh đó nó rực rỡ gì kia cái mình ham quá thì đó là cái bệnh. Diệt sạch phiền não, lòng tin tăng trưởng, mau thành quả bất thối. Đó. Nếu người nào hết được phiền não rồi, lòng tin mình mạnh mẽ, càng ngày càng tiến, thì tức là cái quả bất thối sẽ đến không khó. Chỉ trừ hạng người nghi hoặc nè, chẳng tin nè, bài bán, tội nạn, nghiệp chướng, ngã mạn, giải đãi, những người đó, những hạng người này chẳng đặng vào. Còn nếu mình nhẹ nhẹ thì cố gắng tu như vậy thì từ từ sẽ được vào. Theo đây mà xét thì không cả bốn quan nghi. Vì vậy cho nên biết rằng ngồi thiền cũng rất là tốt, và rồi kế đó đi đứng nằm ngồi đều tu được hết, thì như vậy đó mới là trọn vẹn. Theo dẫn kinh Viên Giác nói, trước nương theo hạnh Samatha, tức là hạnh tu chỉ của Như Lai, kiên trì cấm giới, yên ở trong đồ chúng, yên ngồi trong tỉnh thất, đây là mới tập, tức là ngồi, yên ngồi thiền. Ngài Vĩnh Gia nói, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên, đây là không cả bốn quan nghi. Đi đứng nằm ngồi đều là thiền hết. Tóm lại, dùng sức ngồi còn chẳng thể dứt được tâm, huống là đi đứng vân vân, há hay vào đạo ư? Đó là ngài muốn cảnh tỉnh những người còn yếu. Còn yếu ngồi đó mà còn trị chưa nổi nó, huống nữa là đi đứng, phải không? Chừng nào ngồi mình trị được rồi thì trong mấy quay nghi kia mình trị mới được. Chứ ngồi trị chưa được mà nói thôi tôi không cần ngồi, tôi đi đứng cũng được, không được. Nếu mà khi mình còn yếu thì nhờ cái sức ngồi để mà tâm dễ vào đạo. Nếu là người dụng tâm thuần thục thì ngàn thánh đi đến còn chẳng đứng dậy, muôn loài ma kéo lại còn chẳng thèm nhìn, huống là tâm đi đứng chân dân chẳng hay hành không phu sao. Nếu thuần thục rồi thì đi đứng nào ngồi đều thiền được hết, chứ không phải là đợi ngồi đó. Đây mới dẫn thí dụ như người quán thù kẻ khác, nhận đến đi đứng ngồi nằm ăn uống trong tất cả thời còn không thể quên được. Nó thí dụ nói ai chửi nồi sáng mà chửi thiệt nặng, hoặc là đòi đánh đập mình, thì mình bây giờ mình ráng mình nhịn họ mà trong lòng còn tức còn giận, thì trong cái ngày đó đi đứng nào ngồi có quên được không? Không có trời nào quên nó được hết. Nghĩa là đi cũng nhớ, mà ngồi là cũng nhớ, ăn cơm cũng nhớ, uống nước cũng nhớ, nhớ cái mà ta chửi đánh mình đó. Thì như vậy đó là cái chuyện thế tục mà còn bốn quan nghi còn giữ được. Bốn cái chuyện tu mà thuần thục là làm sao bốn quan nghi không có. Sự thương mến kẻ khác cũng lại như thế, cũng như có người thân mình thương quá chừng mà giờ họ bị cái tai nạn, giờ họ chụp chết, thì mình nghe tin đó thì cả ngày mình cứ đi đứng đồng ngồi cứ nhớ cái hình ảnh đó hoài, phải không? Thì đó thì cũng vậy, ý là cái thương cái giận ở thế gian mà mình còn có thể mà trong bốn quan nghi còn nhớ luôn ha. Giả lại, việc yêu ghét là việc hữu tâm, còn ở trong hữu tâm hiện tiền được. Tuy là nó là hữu tâm của thế gian mà vẫn còn hiện tiền được. Nay hành việc công phu là việc vô tâm,
lại nghi gì ở trong bốn quan nghi chẳng thường hiển tiền. Ừ. Nghĩa là mình mà nếu mà mình tu về cái mà phương pháp thiền mà mình tập thuần thục rồi thì cái chuyện đó trong bốn quan nghi nhất định nó hiện tiền, không có nghi ngờ gì hết. Chỉ sợ chẳng tin chẳng làm. Nếu làm nếu tin thì trong các quan nghi đạo ác hiện tiền. Chỉ sợ không tin không làm thôi, nếu mà thực tin thực làm thì không có gì mà lo nữa hết, chắc chắn rằng sẽ được hiện tiền. Tiếp. Yeah. Yeah. Cái thiền của tổ sư đây không có bắt buộc, tùy theo cái sức phương tiện. Nếu người nào mà đủ khả năng thì ngồi kiết già cũng tốt, không đủ thì ngồi ván già cũng tốt, không đủ để ngồi cách nào mà phương tiện để tâm mình. Chỉ cốt là chỉ dụng tâm chứ không có chỉ quan trọng cái hình thức. Đây là một nhà tâm mình có chú ý vào cái chuyện rồi biến dạng cái tâm mình, cái tâm mình, cái thân mình rồi biến dạng. Yeah. Tâm mình không để ý cho nó. Yeah. Tức là thân mình được an nhiên tự tại để cho tâm mình chuyên mà mình trị nó. Tôi ngồi biết dạng được. Yeah. Thì cách nào thì không sao, thể dụng trên tâm. Bởi vì khi chúng ta tu rồi chứ nó không biết chân tâm ở chỗ nào. Bây giờ đây chỉ có thể cái dụng của nó ở chỗ nào. Hỏi dứt vọng tâm thì chân tâm hiện. Đó. Nói thế thì thể dụng chân tâm ở chỗ nào. Dứt cái kia thì cái nào nó hiện. Bây giờ hỏi nó ở chỗ nào nó hiện. Đáp. Diệu thể của chân tâm khắp cả chỗ. Tức là ở khắp tất cả chỗ chứ không có nói ở chỗ nào hết. Đây mới dẫn Vĩnh Gia nói chẳng lời hiện tại thường lặng lẽ còn tìm, tức biết anh chưa thấy. Nó là luôn luôn nó thường lặng lẽ mà khởi tâm tìm rồi thì nó hết thấy. Vậy đây mới dẫn kinh nói tấm như hư không thường chẳng động, tâm như lai tạng chẳng khởi chẳng diệt, tức là trùm hết lặng lẽ. Đại Pháp Nhãn, tức là ngài Pháp Nhãn này nói nơi nơi được bồ đề, chốn chốn rình tâm đức. Thì như vậy ở đâu cũng là bồ đề, ở đâu là cũng là tâm đức, không có nói ở chỗ nào riêng ở nơi nào. Đấy là chỗ ở của thể. Như vậy là thể trùm khắp. Bây giờ nói dụng diệu dụng của chân tâm tùy cảm tùy hiện, vừa có cảm thì có hiện, như vang theo tiếng pháp đang nói, trưa nay theo chẳng rời rõ ràng nơi trước mặt. À, hồi trưa tới giờ nó theo mãi mình bên mình, nó không có rời rõ ràng ở trước mặt mình. Cụm mây xanh hang tối, cô hạt đáp trời xa. Thì như vậy tức là không cái nào mà rời cái nào hết. Cũng may nó ở ngoài cái miệng hang, con chim hạ nó đáp ở ngoài bầu trời rộng. Nghĩa là hai cái để nói sự cảm ứng tương, chứ là hai cái nó là tương ứng với nhau. Cái này vừa giấy thì tất nhiên cái kia nó có hiện. Thì diệu dụng cái chân tâm là gì? Tức là mọi cái gì? Mọi hoạt động của mình đều là diệu dụng cái chân tâm. Mà đòi hỏi điều kiện gì? Ngoại hoạt động mà không có vọng tưởng, phải không? Ngoại hoạt động mà không có vọng tưởng tức là diệu dụng cái chân tâm chứ gì. Cho nên đây mới dẫn trong lời sớ của Kinh Quan Nghiêm của Ngụy Phủ nói Phật pháp ở chỗ việc hằng ngày, chỗ đi đứng ngồi nằm, chỗ ăn cơm uống trà, chỗ nói năng hỏi đáp, các hành động ấy mà khởi tâm động niệm thì không phải. Như vừa có giấy nghĩ tưởng thì thật, mà nếu lặng lẽ thì đúng, hoạt động mà lặng lẽ thì đúng. Thành ra khi ví dụ như mình đi mình làm mà mình không có vọng tưởng thì cách đi cái làm đó là dụng cái chân tâm, chứ có gì đâu. Vì vậy mà hồi xưa các vị thiền sư dạy bồ đệ không cần nói, như ai
như ngài đạo ngộ giả ngài thường tính đó, nó là kiểu ngài ở làm thị giả cho thị giả tới mấy năm trời, nó à ngươi làm thị giả là chỉ pháp yếu cho ngươi, làm thị giả mấy năm trời rồi không dạy câu. Buồn quá, ngày bữa đó nên bạch hòa thượng hứa là con ở hầu hòa thượng giả pháp yếu, sao tới giờ hòa thượng không giải. Ngài trợn mắt nói đâu có không giải ngươi, nói hòa thượng giải con hồi nào. Thì nói thì khi ngươi bưng cơm lên thì ta nhận, nếu khá là ta gật đầu. Thì nơi nào thắng giải ngươi liền ngộ liền đó, tức là thấy diệu dụng trên chân tâm. Thấy đó là những cái lối dạy nó khéo léo vô cùng, nghĩa là mỗi hành động nào cũng là diệu dụng với chính tâm, nếu đừng có vọng tưởng trong đó. Còn có vọng tưởng thì cái đó là sao, những hành động đó đều là nghiệp chứ không phải là diệu dụng, nhớ vậy. Cho nên thể thì biến khắp mọi nơi, trọn hay khởi dụng đó, nó đầy khắp mà nó hay khởi dụng, cho nên nó là người mà muốn quán chân tâm mà cứ dòm vô trong mình đó, thì chặt. Nhưng mà chỉ không có vọng thì trên nó đầy khắp, chỉ vì nhân duyên có không chẳng nhất định, cho nên diệu dụng cũng chẳng định, chứ chẳng phải không diệu dụng. Người tu tâm muốn vào biển vô vi độ các sanh tử, chớ mê lầm chỗ ở của thể dụng chân tâm, tức là phải nhận cho ra thể chân tâm là trùm khắp, dụng chân tâm thì tùy duyên hiện tiền. Nếu tâm mình không còn vọng thì mỗi hành động đều là diệu dụng chân tâm, không còn kiếm gì xa, đó là hiện tiền, không có xa xôi nữa. Nghỉ. Mười chân tâm và nghiệp sanh tử. Đây là một nghi vấn mà đa số người đều hay hỏi. Chẳng những nói rằng chư tổ mà đến với Đức Phật, ngài đã nói rằng ngài hoàn toàn giải thoát, mà chúng ta vẫn thấy ngài còn nhập niết bàn, hay nói theo thế tục thấy ngài còn chết. Thì như vậy nói ngộ đạo chứng đạo là hết sinh tử, là tại sao Phật cũng còn chết, tổ cũng còn chết, thì như vậy nói làm sao mình hiểu sao được. Cho nên đây đặt nghi vấn. Thường nghe người kiến tánh ra khỏi sinh tử, nhưng từ xưa chư tổ là người kiến tánh, sao đều có sinh tử? Nay hiện thấy người tu trong đời đều có chết sống, thế sao nói rằng ra khỏi sinh tử? Đó là một nghi vấn mà nhiều người, mà chính người tu chúng ta cũng vẫn nghi như thường. Đây mới giải thích. Đáp: sinh tử vốn không, do vọng nên thấy có. Như người đau mắt thấy trong hư không có hoa đốm, người không đau nó trong hư không chẳng có hoa. Thì như vậy thấy rõ ràng sanh tử có với ai? Có với người mê, mà không là không với kẻ ngộ. Ngộ rồi thấy sanh tử là không, còn mê thì thấy sanh tử là có. Dùng ví dụ cũng như người đau mắt thì thấy có hoa đốm như hư không, người không đau mắt thì không thấy có hoa đốm. Người đau mắt không tin, nếu mắt hết đau thì cái thấy hoa trong hư không cũng tự hết, lúc ấy mới tin rằng hoa vốn không. Lúc qua chưa diệt, qua kia cũng không. Chỉ do người bệnh vọng chấp là qua, chứ chẳng phải thể nó thật hoặc có. Thì như vậy là để thấy rõ rằng cái sanh tử thể của nó không thật, do mê cho nên mình vọng chấp thành có. Thì như vậy, nói vậy thì quý vị thấy trên lý thì mình nghe mình tin, chứ còn sự thật
tình mình dòm thấy vẫn còn ngờ như thường, mà lót đây rồi chúng ta cũng chết. Thì như vậy nói rằng tu để khỏi chết, khỏi sinh tử thì còn khó hiểu quá. Người tự thực cái chết nó thành cái chết, cái sống nó thành cái sống, thực đều là mê. Cũng như trong khi mộng mình thấy người và cảnh trong mộng nó thành thực là bởi vì mê. Chứ nếu mà khi thức rồi thì dù ai nói gì nói, mình cũng biết cái mộng là không thực. Dù người, dù cảnh, dù cái gì nó tôi thấy rõ ràng, mình cũng biết là không thực. Thì như vậy khi tỉnh rồi mới biết mộng là không thực, chứ còn mê thì vẫn thấy là thực. Mê thì thấy cái sinh hoạt trong mộng, cái đau trong mộng, cái chết trong mộng đâu có thể nói là không được. Nhưng mà mình ngộ rồi, mình thức rồi thì mình biết nó là không. Nói gì mình cũng vẫn biết nó là không. Đây, chúng ta đang sống cũng vậy. Cái sanh và cái tử hiện giờ nó chỉ là duyên tánh, rồi duyên hợp thì sanh, duyên ly tán gọi là tử. Duyên hợp gọi là sanh, duyên ly tán gọi là tử. Thì đã là duyên thì tự thể nó là sao? Nó nói tự đã là duyên hợp thì tự thể nó là không. Bởi tự thể là không cho nên có, mà với người đã đạt được lý nhân duyên cứu kính thì người ta vẫn thấy là không. Cái thể nó vẫn là không, tuy hiện tại mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mà người ta trên lý trí người ta vẫn thấy nó là không. Thành là thấy nó không là thấy bằng lý trí, chứ không phải thấy bằng con mắt và lỗ tai nghe thường. Vì vậy cho nên biết cái tâm là do duyên mà hợp mà có, cái tử là do duyên ly tán mà thành. Thì như vậy duyên hợp thì duyên tan đều là nhân duyên, mà đã là nhân duyên thì pháp ấy không có tự thể. Bởi không có tự thể cho nên nó tánh là không. Vì vậy cho nên các ngài quả quyết rằng nó là không, vì tự tánh nó không thiệt. Cho nên ngài Triệu Pháp Sư, mà khi mà ngài người ta đưa ngài tới chỗ cái pháp trường để xử tử ngài, chữa trạng, đưa đầu vô gương mái, ngài làm bài thơ mà trong có một câu ngài nói rằng: đầu kề gần gương bé, dường như chém gió xuân. Là cái gương mà chặt đầu ngài coi như chặt gió, không có gì hết. Thì như vậy đó, thì tất nhiên nói có sinh tử hay không sinh tử với ngài. Còn mình ở đây thì mà nghe tới cái giờ phút đó thì mình thấy đó là cái chết đến nơi, nên mình kinh hoàng. Vì vậy cho nên người xưa khi ngộ đạo thấy rõ được cái lý thực rồi thì coi cái chết sống như trò chơi, nó không thiệt. Đã không thiệt thì còn nói gì là có hay là không có. Cho nên nó không sanh tử bởi vì nó là vọng mà thôi. Đây giải tiếp: như người vọng nhận sanh tử là có thật, nếu người không sanh tử bảo rằng vốn không sanh tử, một mai người ấy vọng dứt sanh tử tự trừ, mới biết việc sanh tử xưa nay vốn là không. Ngay lúc sanh tử chưa dứt cũng chẳng phải thật có, hiện giờ mình đương sanh tử mà cũng vẫn không thấy thiệt có. Do vọng nên nhận có sanh tử thôi, tức là vọng cho nên mình thấy có thật thôi. Thì nói cái sanh tử cũng như nói cái nhà, nói tất cả đồ vật hiện giờ mình thấy, tuy rằng hình tướng hiện tại mình thấy có, sự thực cái thể tánh nó là không. Dùng trí mà đạt được cái thể tánh không của sự vật đó thì có, mà mình vẫn biết nó là không. Biết tánh nó là không cho nên nói nó là không. Chứ đâu phải nói không là cái nhà liền mất, nói không mà liền không có, có chết cái sống trong hiện tại. Kinh nói: Thiện Nam Tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay điên đảo nhiều lớp, như người mê bốn hướng đổi chỗ, vọng nhận tứ đại làm tướng của tự thân, sáu trần duyên bóng là tướng của tự tâm,
ví như người đau mắt thấy hoa giữa hư không, cho đến các hoa đốm ấy diệt trong hư không, không thể nói quyết rằng có chỗ diệt. Vì sao? Vì không chỗ sanh lệ. Tất cả chúng sanh sanh nơi vô sanh, vọng thấy có sanh diệt. Các chúng sanh nơi vô sanh, vọng thấy sanh diệt, cho nên gọi là luân chuyển sanh tử. Đây là đoạn kinh, đoạn trong kinh Lăng Nghiêm. Thì như vậy Đức Phật nói rằng sở dĩ mà chúng ta thấy có sanh tử là vì cái điên đảo của chúng ta như là người đi đường mà lầm vậy, tức là thấy đông mà mình đã tưởng là tây, mà khi mình nhận lầm rồi thì đó, trên con đường ấy mình vẫn là đi lầm luôn. Vì tứ đại nó không thiệt, nó chỉ là một cái giả tướng mà mình nhận đó là thân mình thiệt. Còn cái tâm vọng tưởng duyên theo bóng dáng sáu trần nó cũng không thiệt, mà mình nhận đó là tâm của mình. Cái thân tứ đại không thiệt mà nhận đó là thân của mình. Cái tâm duyên theo bóng dáng sáu trần không thiệt, thiệt mà nhận đó là tâm của mình. Thì bởi thấy thân thiệt, tâm thiệt mà hai cái đều là hư giả hết, mà tưởng nó là thiệt, đó là cái lầm. Ví dụ như người đau mắt thấy qua đốm mà giữa hư không, thì cho đến các cái qua đốm ấy diệt trong hư không, không thể nói rằng, nói quyết rằng có chỗ diệt. Cái gì nó là giả là làm sao mà nó diệt. Thì như vậy qua đốm sanh cũng không có chỗ sanh, mà diệt cũng không có chỗ diệt. Qua đốm sanh không chỗ sanh, diệt không chỗ diệt, cũng như thân ngày sanh mà cũng không thể sanh, mà diệt cũng không thể diệt vậy. Tất cả chúng sanh nơi vô sanh, tức là nơi cái thể chân tâm là bất sanh bất diệt, mà rồi mình theo mê vọng cho nên thấy có sanh diệt. Vì vậy mà lưu chuyển trong sanh tử. Nếu mà mình thấy hết sanh diệt thì không còn lưu chuyển trong sanh tử nữa. Đó là kinh Lăng Nghiêm. Cứ theo kinh này tin biết rằng đạt ngộ chân tâm vốn không sanh tử, nay biết không sanh tử mà không thể thoát sanh tử, vì công phu chưa đến, không đến vậy. Bởi vì mình thực hành công phu chưa có đến chỗ cứu kiếm, cho nên tuy nghe nói tin hiểu chút ít mà mình chưa có cái nhận thâm sâu. Vì vậy mà mình vẫn còn thấy sanh tử. Còn nếu mà nhận thâm sâu rồi thì cái sanh tử nó không còn có thiệt nữa. Cho nên trong kinh nói, nam và nữ hỏi con thù rằng: rõ biết sanh là pháp chẳng sanh, vì sao lại bị sanh tử trôi đi? Con thù đáp: vì trước kia chưa đầy đủ. Tuy biết như vậy mà cái quân nó chưa có thuần thục, cho nên vẫn còn thấy có sanh tử. Đây thì dẫn đoạn của hai huynh đệ ngài Tu Sơn Chủ và Tiến Sơn Chủ. Tu Sơn Chủ và Tiến Sơn Chủ là huynh đệ với ai? Ai biết? Pháp Nhãn là huynh đệ với ngài Pháp Nhãn. Đó là hai ông già này mới bàn với nhau. Sau này Tiến Sơn Chủ hỏi Tu Sơn Chủ rằng: Tiến tức là Hồng Tiến đó, rõ biết sanh là pháp chẳng sanh, vì sao lại bị sanh tử trôi đi? Tu đáp: măng trọn thành tre, như nay kiến làm hơn được. Măng rồi nó sẽ thành tre, để tre sau này mình sẽ đương phơn được. Thì tất nhiên nói rằng người mới tu mới rõ biết thì chẳng khác là như măng. Nếu mà họ ráng tu lúc nữa thì tất nhiên họ thành tre. Nó thành tre rồi thì lúc đó mới có đầy đủ dị dụng. Đó là mới trả lời một câu. Rồi kế đó ngài giải thích thêm: thế nên biết
Chữ biết này là để nói biết thể khế dụng, biết không sanh tử chẳng như thể không sanh tử. Chữ như này là bằng đó. Biết không sanh tử chẳng bằng thể không sanh tử. Thể tức là thể hội, mình biết, biết tức là còn dùng trí mà suy biết, thì nó còn kém một tầng của cái thể không sanh tử, tức là thể hội được không sanh tử. Mà mình thể hội không sanh tử chẳng bằng mình khế, khế tức là khế hợp với không sanh tử đó. Tức là ba cái đó để cái thấy cho nó sâu cạn. Rồi khế không sanh tử chẳng bằng dụng không sanh tử đó. Thì đó để nó phù hợp với măng rồi lên tre, tre rồi lên phên chân danh. Cái biết đó, ví dụ như măng, măng là cái thể đó, ví dụ như nó măng mà hơi già già. Rồi cái khế đó, ví dụ như thành tre. Rồi cái dụng đó, ví dụ như mình đương thành phên được đó. Người nay còn chẳng biết không sanh tử, huống là thể không sanh tử, khế không sanh tử, và dụng không sanh tử. Chính cái biết không sanh tử đây mà họ còn chưa biết ai, huống là thể, khế, thể, ở thể, khế, dụng. Người nhận sanh tử, không tin pháp không sanh tử cũng vậy. Bây giờ họ đâu có hiểu, cho nên nghe họ không tin được. Còn nếu mình hiểu rồi thì biết các pháp nó không thiệt. Bởi không thiệt cho nên có cũng như là không. Vì vậy mình nói là không. Tiếp 11. Chân tâm và chánh trợ. Đây chỉ thêm cho chúng ta biết, khi mà ngộ chân tâm rồi mình tu hành có chánh và có trợ. Đó, tức là có cái chánh và có cái phụ đó. Mình đừng có lầm, chỉ có chấp vào một cái rồi nó sơ sót, nó không có đạt được tới cái chỗ viên mãn. Đây đặt câu hỏi. Như trước đã nói, dứt vọng thì chân tâm hiện tiền. Khi vọng chưa dứt thì chỉ hành công phu vô tâm để hết vọng. Lại còn có pháp nào khác có thể đối trị các vọng không? Chỉ hành cái công phu vô tâm hay còn có cái pháp nào khác thêm nữa để mà đối trị các vọng không? Đáp: có chánh tu và trợ tu sai khác nhau. Lấy vô tâm dứt vọng làm chánh, lấy các hành động lành làm trợ. Thì quý vị thấy ở đây là rất là đầy đủ, kêu một phúc huệ song tu đó. Là căn cứ vào cái phương tiện dứt vọng, đó là cái chánh yếu của sự tu, đồng thời làm những hành động lành để mà trợ cho cái sự tu ấy nó mau thành công. Đây ngài mới ví dụ như cái gương sáng bị bụi che lấp, lấy sức tay lau chùi nhưng cũng cần thêm thuốc để chùi thì ánh sáng mới dễ hiện. Bụi nhỏ là phiền não, sức tay tức là cánh tay mình chùi đó là ví dụ cho vô tâm. Còn cái thuốc để mà phụ vô đó là ví dụ cho các việc lành. Ánh sáng của gương là chân tâm. Nếu có tay chùi, có thuốc rồi thì tự nhiên ánh sáng nó hiện. Chứ còn có tay chùi mà không có thuốc thì chùi khó khăn, lâu lắc mà nó cũng khó. Đây mới dẫn trong luận khởi tín để chứng minh. Trong luận khởi tín nói, lại nữa, có người do lòng tin thành tựu mà phát tâm. Lại phát tâm gì? Được có ba loại. Một, trực tâm là pháp chánh niệm chân như. Chánh niệm chân như tức là phá vọng và trở về chân, chứ không có gì hết. Hai là thâm tâm
là gồm các việc làm, đó, tức là tu các pháp lành. Ba là đại bi tâm, là muốn nhổ tất cả khổ não cho chúng sanh. Đó. Thì như vậy, mình thấy có đủ ba tâm, trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Trực tâm là dứt dẫn, thâm tâm là tu các pháp lành, đại bi tâm là cứu khổ chúng sanh. Đó. Có như vậy mới gọi là đầy đủ. Thì như vậy, chính giảng ở đây, mà bây giờ nếu mà tôi kêu bằng lạm dụng một chút, đi xa hơn, để quý vị thấy khỏi có nghi ngờ. Ví dụ như bây giờ mình đang giảng hay cái phần thiền, mà bây giờ mình nói qua những kinh tịnh độ, quý vị có chịu không? Ví dụ như bây giờ tôi dẫn kinh Di Đà, như kinh Di Đà nói rằng nếu mà mình kiên trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày mà được nhất tâm bất loạn thì lúc đó liền được vãng sanh về cực lạc quốc. Rồi lại có một câu nói rằng không thể lấy một chút ít phước đức nhân duyên mà được vãng sanh khỏi kia. Thì như vậy thì sao? Thì cái mà niệm Phật dứt tâm một ngày, hai ngày, tới bảy ngày đó, đó là dứt vọng rồi chứ gì? Như vậy sao? Dứt vọng bởi vì mình chuyên vào một câu niệm Phật để mà quên hết tất cả. Mà quên hết tất cả đến khi được dứt tâm. Dứt tâm mà đừng nói dứt niệm. Nhất tâm tức là đến cái chỗ mà nhất tâm chân như. Thì như vậy thì thấy Phật Di Đà hiện. Đó là thấy thân tâm hiện, thấy Phật tánh hiện chứ gì. Thì cho nên nó nhắm mắt là dẫn sanh cực lạc. Bởi vì đó là thuần thanh tịnh rồi. Nhưng mà tuy nói vậy chứ còn phải thêm, không thể lấy chút ít phước đức thiện căn mà được sanh. Tức là phải làm thêm việc lành nữa. Thì ở đây tức cộng thêm cái thâm tâm. Chắc chỉ trực tâm không chưa đủ mà còn phải thâm tâm, tức là phải làm tất cả việc làm nữa mới đủ. Tại nhiều khi mình niệm Phật không, mình chỉ tưởng là nghe nói vậy, mình chỉ chuyên niệm Phật không, mình tưởng giảng sanh, nhưng mà chưa đủ điều kiện, còn phải có các căn lành. Căn lành tức là những gồm những điều lành. Thì đây cũng vậy, tuy mình biết rằng dứt vọng đó là cái chánh tu của mình đó, nhưng mà rồi còn phải làm các điều lành nữa, đó là cái chợ, chứ không phải nhiêu đó mà đủ. Như vậy để thấy rằng người tu phải có chánh và có chợ. Ví dụ tu tịnh độ thì lấy công niệm Phật làm chánh, lấy các việc lành làm chợ. Tu thiền thì lấy dứt vọng làm chánh, mà cũng phải tu các việc lành làm chợ. Chứ còn mình nói là tôi tu thiền tôi không làm gì hết, tôi tu tịnh độ tôi không làm gì hết, nhân dân thì đó là chặt. Cái làm mà làm đó với tính cách nào thì ở đằng sau sẽ nói, nhưng mà chúng ta thấy rõ rằng kinh Phật dạy không kinh nào khác hết, có phải không? Kinh nào thôi cũng phải đủ cả phước và cả huệ. Dứt vọng đó là phương pháp tu huệ, mà làm các việc lành đó là phước. Phước và huệ đầy đủ thì mới thành Phật, chứ mà chỉ có một bên thì không bao giờ thành Phật được hết. Thì tu thiền tu tịnh độ gì cũng như một, đều phải có phước và có huệ. Huệ là chánh tu, vì giác ngộ mới thành Phật, cho nên lấy huệ làm chánh. Nhưng mà nếu Phật mà không có từ bi thì đâu gọi là Phật, phải không? Cho nên lấy cái tu thiện làm trợ. Vì vậy mà Phật là giác mà lại thêm có từ bi nữa. Trí là giác mà tâm lòng thì từ bi, tâm thì từ bi, thì như vậy mới gọi là Phật. Mình tu cũng vậy, muốn thành Phật thì phải đủ hai điều kiện đó, chứ không thế nào mà lệch được hết. Cho nên phải hiểu rõ cái ý nghĩa đó thì cái tu nó không lầm. Chứ không hiểu rồi cứ chấp thiên qua một bên thì cái tu lâu ngày nó trở thành khô khan. Đây mới hỏi thêm. Hỏi: trên đã nói pháp giới một tướng, Phật thể không hai, cớ sao chỉ một niệm chân như mà lại nhờ cầu học các việc lành nữa? Thì thường thường mình tu tức là chỉ trở về cái chân như thôi, mà lại còn làm các việc lành nữa chi?
Đây Ngài mới đáp: ví như có hạt minh châu báo lớn, sáng trong mà có lãnh quặng nhơ, như người tuy biết nó có cái tánh quý mà chẳng dùng phương tiện để mài dũa, trọn không thể được trong sáng được. Vì nhơ vô lượng khắp tất cả pháp, nên tu tất cả hạnh lành cũng như vậy. Pháp chơn như thể tánh, nó không lặng mà có vô lượng phiền não nhiễm nhơ. Nếu người tuy niệm chân như mà chẳng dùng các phương tiện để quân tập, cũng không được tịnh. Vì nhơ vô lượng khắp tất cả pháp, nên tu tất cả thiện hạnh để đối trị. Nếu người tu hành tất cả pháp lành thì tự nhiên quy thuận pháp chân như. Thì như vậy, cái làm tất cả việc lành là cái phương tiện mài dũa, còn cái thể nhận chân như đó là cái biết được cái hàng hoàng ngọc mani quý báu để mình lấy ra mà dùng. Nhưng mà nếu lấy ra, lấy được hòn ngọc mà không khéo mài dũa thì nó cũng không có hiện được ánh sáng, không được tốt đẹp. Vỗ tay cười rồi cái nói: lạ thai tâm ngàn tâm nghệ, vô lượng diệu nghĩa chỉ trên đầu một mãi lông. Tức là một mãi lông cũng từ thể chân như mà hiện, thì tâm ngàn diệu lễ nghĩa cũng là từ thể chân như mà có. Vô lượng tam muội cũng từ thể chân như mà đó, cho nên ngộ được cái thể chân như rồi thì thấy tất cả đều từ đó nên xuất. Thì như vậy tất cả công đức đều từ nơi trong cái thể tấm mà nên xuất hết. Cứ theo đây thì công đức thân từ hòa đế mà nó vốn tự đầy đủ đến tứ tổ bảo mà lại dung, tức là ngài pháp dung đó. Bảo mà lại dung thiền sư rằng: còn trăm ngàn pháp môn chỉ đồng về trong gan tất, trong đức như hà sa gồm lại nên nguồn tâm, tất cả môn giới định huệ thần thân biến hóa đoạn tự đủ chẳng lìa tâm ông. Thì như vậy ngay nơi trong tâm nó có đủ tất cả thần thân biến hóa đầy đủ muôn ngàn công đức. Chứ theo lời tổ sư, vô tâm công đức rất nhiều, chỉ có người thích công đức nên tự tướng, nên công đức vô tâm họ không tự sinh. Thì cái chỗ này nếu mình nhớ lại lời tổ Bồ Đề Đạt Ma nói với vua từ Tăng Đế, tới Lương Quả Đế, Lương Quả Đế thì cũng đọc ý này phải không? Ông Lương Quả Đế cất bao nhiêu ngôi chùa, đọ bao nhiêu người xuất gia, rồi in kinh in sách, làm phước làm đức rất nhiều. Mà hỏi tổ ơi, chúng con công đức gì không? Tổ nói sao? Thì như vậy tổ nói là đó không có công đức, thì đó chỉ là cái thứ báo hữu vi rồi ở trong cái kinh Việt, chứ không phải là công đức. Thành cái công đức là chỉ cho tự tấm hoặc trở thì đó mới thực làm công đức. Còn bao nhiêu cái trước ở bên ngoài chỉ là trước tử vi, rồi có ngày mình tưởng mình sẽ hết, cũng không còn nữa. Cho nên biết rõ như vậy, cái việc làm mà vô tâm thì cái đó mới thực là chân công đức. Còn làm mình còn hữu tâm thì công đức là hữu vi thì tự nhiên sớm chiều nó phải mất. Tiếp 13 kinh nghiệm chân tâm. Đây là nói về kinh nghiệm chân tâm. Vì khi mình tu mà không có cái kinh nghiệm này cho nên quá chót. Quá chót là nghe nó hiểu là tới giờ mình đã được rồi cái đề này. Rồi cái đề ngao du tự tại làm ứng lợi thì làm. Thì cái đó rồi tới ngày nào mà nó bị ngã nghiệp ra thì chừng đó hối hận không kịp. Cho nên mình phải kinh nghiệm. Khi mà mình đã hiểu, đã nhận được chân tâm rồi mình tu
kinh nghiệm cho nó đã thực là được, chưa được. Khi nào mà thấy nó thực được lúc đó mới là tự tại. Thầy hỏi chân tâm hiện tiền, thế nào biết chân tâm được thần phục vô ngại? Đáp: người học đạo khi đã được chân tâm hiện tiền, hiện tiền tức là khi mình đi đứng mà ngồi mình đã biết được cái thể trên nó không mất, nhưng tập khí chưa trừ, tức là những cái thói quen tham sân si để thở quá khứ tới giờ dẹp chưa hết. Nếu gặp cảnh quen thuộc có lúc thích ngược, bây giờ gặp cảnh quen thuộc, ví dụ như gặp cái cảnh mà mình mất yêu thì có lúc nó quên mất, hoặc là gặp cái cảnh mà mình không thích mà nó cứ nó tới mình cũng nổi giận, mình bực quá cái nó cũng mất. Thì như vậy tức là gặp cảnh quen thuộc mình thích ngược. Như tân câu tư điều của nó, tức là nắm vào để cởi nó, dắt nó, dẫn dắt nó đến cái chỗ như ý rồi, tức là dẫn đâu nó đi đó, nó không có còn dừng dằn nữa, mà còn chẳng dám buông vào và roi. Nó tư dẫn đi được chứ mà cũng còn nắm cái vào đó, cầm roi hờ đó, không khi nào mà nó có chướng á thì chẳng roi một phút nó, chẳng vào một kềm nó. Đợi đến tâm nó điều phục, bước đi ổn thỏa, dù chạy vào lúa mạ cũng không hại đến lúa mạ, lúc ấy mới dám buông tay. Thế là dầu có lỡ bước vào trong lúa trong mạ cũng dám ăn hết, thì lúc đó mới dám buông tay. Chứ còn nếu mà thở cái là nó bước bậy, nó chạy kiếm cái này kia nó ăn đó, thì cái đó mình chưa buông được. Đến lúc này chúng một đồng không còn dùng vào và coi nữa, tự nhiên đâu không hại đến lúa mạ. Khi mà nó thiệt là thuần thục rồi thì lúc đó nó mới không có hại tới lúa mạ, còn nó chưa thuần thục lúc nào cũng cầm vào cầm roi. Trong đây có ai buông vào buông roi được chưa, hay là vào một tao thấy sợ rồi phải làm hai là tao vào mà biết thì lấy được đi cáo mà không thể. Đó, cho nên mình tu thì mình phải khéo mà biết mình, chứ đừng có vội vã, đừng có gấp rút. Mình phải khéo biết cho thiệt kỹ. Như đạo nhân sau khi nhận được chân tâm đó, như nghe rồi mình thể hội được, biết mình có chân tâm, nhận vậy mình tu được. Trước lại phải dựng công bảo dưỡng, thì bảo dưỡng tức là tu, tức là nhất vọng là cái phương pháp bảo dưỡng chân tâm đó. Chứ là không phải có cái bảo dưỡng nào khác. Ở chỗ khác thì dùng cái danh từ sao? Rồi, nói là trưởng dưỡng thánh thai, thì ở đây gọi là bảo dưỡng. Vì nó là muốn cho cái chân tâm nó được hiển lộ đầy đủ trọn vẹn, thì chúng ta phải chặn đứng hết bao nhiêu cái vọng tưởng. Vọng tưởng không còn nữa thì gọi đó là bảo dưỡng chân tâm hay là bảo dưỡng thánh thai. Thì cái đó thì nó hơi xa xa. Thì cái đây là dùng để mà chặn cái giả, thì cái chân hiện, mà cái giả khi nào nó hết thì cái chân nó tròn đầy, giống như mặt trăng mà bị mây che. Thì nếu mà mình làm sao mà mây nó tan từ từ thì thấy mặt trăng phá, mặt trăng mây càng tan thì trăng càng hiện. Còn nếu mà mây nó không tan thì trăng bị khuất. Đây cũng vậy, đến khi có lực dụng lớn, lực dụng tức là cái sức mạnh, à, có chỗ khác gọi là đạo lực đó, mới có thể lợi sanh. Khi nào mình có cái đạo lực mạnh đó, thì lúc đó mình mới có thể lợi sanh được. Nếu muốn kinh nghiệm chân tâm này thì trước đem những cảnh mà bình thường mình yêu thích luôn tưởng ở trước mặt. Nếu
nương theo cảnh đó khởi tâm yêu ghét thì tâm đạo chưa thuần thục. Đây là dùng các phương tiện đầu để mà thiết nghiệm. Ví dụ như mình bây giờ tâm bình thường, không có động, không có vọng tâm, không có lặng vọng tưởng gì hết, mình coi nó lặng lẽ, mừng quá, coi như mình được rồi. Nhưng mà pha để thí nghiệm đã, tự giờ mình có ý tưởng, ví dụ như hàng ngày mình thích những cái vẻ đẹp, hay là mình thích những cái tiền của, hay là mình thích những cái gì đó, tự giờ mình tưởng tượng cái đó nó hiện có trước mắt, thật sự là mình có tâm nó làm sao, nếu mình tưởng nó hiện trước mắt và tâm mình vẫn như không có, không có ham, không có buồn, không có giận gì hết, thì đó khá rồi đó. Đó là cái giai đoạn mình tưởng để thử coi nó ra sao, chứ còn chưa phải cho nó đụng chạm sự thật, đó mới là tưởng thôi. À, rồi tới cái giai đoạn kế, nếu nó không sợ yêu, không sợ ghét gì hết, tâm nó thấy nó bình thường thì thấy như vậy là được thuần thục. Tuy nhiên được thuần thục như vậy mà còn chưa phải tự nhiên, chẳng khởi yêu ghét, tuy vậy đó là thấy thuần thục rồi mà chưa phải hoàn toàn không khởi yêu ghét, lại phải kinh nghiệm một lần nữa, tức là thí nghiệm lần nữa để cho biết. Như khi gặp cảnh yêu ghét, hồi nãy là mình mới tưởng, là mình ngồi mình tưởng ra, thành cái tưởng là tự mình tạo ra để thử vào lòng mình. Rồi bây giờ mình đụng hẳn cái cảnh, đụng hẳn cái cảnh, lúc ấy khởi tâm yêu ghét và khiến phủ cảnh yêu ghét ấy. Nếu tâm chẳng khởi là tâm vô ngại. Đó. Nếu mà khi đó mà mình khởi tâm yêu ghét và phủ cảnh thì đó biết là chưa xong. Còn nếu lúc đó mình tự tại vô ngại thì biết đó là đã xong. Thì như sâu trắng nằm sờ sờ chẳng tổn hại lúa mạ. Thì đó là vẻ hình sâu trắng. Mà chính cái việc này cho nên Tổ Huệ Khả ngày tu rồi tới già khú rồi, và ngài lại lúc đó ngài lại đi tới quán rượu, ngài lại vô trong nhà hát. Có nhiều người nói hòa thượng sao mà lại tới chỗ này, thì ngài mới nói ta thí nghiệm tâm ta có can dư việc của ngươi. Như vậy đó, đó là cái trường hợp này gặp cảnh để thí nghiệm tâm mình. Chứ còn mình thì mình tưởng nó đã quấy rồi, đừng nói là tới gặp cảnh. Cho nên mình biết cái người xưa ta kinh nghiệm thật để người ta thấy tâm người ta. Rồi bây giờ có nhiều người họ chưa tu gì hết mà họ cũng đi tới nhà hát hay là quán rượu, họ cũng nói kiểu đó, thì tất nhiên là vậy. Khi người ta đã thuần thục rồi ta mới kinh nghiệm, tới đó để thí nghiệm. Còn mình chưa có ra gì hết để nó còn nhiễm đầy hết rồi, tới đó thì tới đó để mà mắc kẹt tới gì đó. Đó là để thấy rõ cái ý nghĩa của người chưa đã làm. Đây mới nói chưa có vị mắng Phật mạ tổ ấy là cùng tâm này thương ưng. Tức là tâm ta đã thuần thục, cho nên nói cái gì người ta nói, tuy là nói coi như là lỗ mãn, coi như là tội lỗi, mà sự thật là nói với cái vô tâm, cho nên nó không có phải tội lỗi. Nay thấy có người mới vào tâm môn này, chưa biết đạo gần hay xa, liền học mắng Phật mà tỏ, Phật tính ra là quá chốn vậy. Tính vậy quá chốn, chưa có đi tới nơi nó chốn gì hết mà dội vàng. Đó, cái đó là cái chỗ mà chúng ta thấy cần phải chú ý. Cho nên mình tu khi nào mà mình rất là yếu thì phải khép trong khuôn khổ, nào là có cái chuồng chết chắc, sau mình nó còn hung dữ quá, có chuồng chết chắc, rồi có cái sợi dây nhiệt cho chết chắc, rồi có cả roi năm bảy cái đó, để mà thở cái là bút, thở cái là bút. Thì như vậy cho nên không thẳng là thuần rồi thì mới dẫn nó ra ngoài, dẫn ra ngoài rồi từ từ rồi mới buông vào bỏ roi. Chừng nào thiệt là thuần thục rồi chừng đó mới ngồi thổi sáo chơi, phải không? Còn nếu mà mình còn chưa ra gì hết mà giỏi thổi sáo thì chắc là nó lồng lộn chạy chừng đó mà nóng cổ nó lại không được, rồi chỉ có la ới ới mà chịu rồi chứ không làm gì đó.
những người bây giờ phần nhiều chưa có hiểu kỹ, cho nên rồi khi mà buông nó chạy quá tức là trị không nổi, rồi lúc đó liền đầu hàng luôn. Tiếp thầy có những tập kỹ năng lặng quá làm sao phục tục thì lâu ngày nó phục tục cho nên cứ ngày ít cái bằng mỗi ngày nó càng thêm tăng tí cũng như người ta nhẹ thì trị 10 ngày nó hết, người nặng thì trị 15 ngày 20 ngày rồi cũng hết, còn nếu xa nữa thì 100 ngày cũng hết, chứ có gì đâu, đừng lo. Chỉ cái trợ thông trị thấy cái tập kiến nó trở thành cái tự nhiên. Như hôm trước có bữa đang ăn cơm mà thấy nó thích thường. Bên kia thầy miệng năng, bữa nay thầy nhưng mà ăn cũng gần trong rồi, tính không ăn nữa. Thầy miệng năng đưa thêm miếng bánh gì đó. Thì là như vậy, bữa nay cái miệng thì nói không ăn mà cái tay đưa. Cái đầu lắc vào tay đưa. Đâu ai cũng thích cười. Thì nó là bộ khi nó, nhưng mà cái tưởng cái chuyện đó, cái đọc khí nó còn nhớ. Thì mình bây giờ như vậy cho nên mới kinh nghiệm. Nếu vậy thì biết còn đọc khí còn. Như vậy nó tỏ kỹ bảo có nhiều khi mình tưởng như mình rồi, rồi cần phải thí nghiệm một cái bằng cái tưởng tượng, và cái đó là không có hình tướng tưởng tượng mà thấy cái nó yên hay không, yên rồi chắc đúng cảm thiệt, đúng cảm thiệt mà vẫn tự tại thì đó gọi là tập quán hết, chừng đó mới thực tin mình. Mười bốn, chân tâm vô tri, tâm cục. Đây là để thấy rõ cái chân tâm, cái vọng tâm. Chân tâm là vô tri. Hỏi chân tâm cùng vọng tâm, khi đối cảnh làm sao phân biệt chân vọng? Đây là cái khó nhất. Khi đối cảnh không biết cái nào chân, cái nào là vọng. Mấy cái này là mấy cái mà chúng ta phải là theo dõi cho thiệt là gần, thiệt là kỹ. Đây giải thích đáp vọng tâm đối cảnh có biết, nhưng mà biết nơi cảnh thuận nghịch rồi khởi tâm tham sân, lại ở trong đó chứa cảnh rồi khởi tâm si. Nơi cảnh khởi ba độc tham sân si đủ rõ là vọng tâm. Đó là vọng tâm đối cảnh có biết, biết theo cái chiều phân biệt thuận nghịch, tốt xấu, có không, phải quấy vân vân, biết mà biết chọn lựa phân chia đó, thì cái đó đều là vọng. Bởi biết có tốt có xấu cho nên mới có tham có sân, rồi cho cảnh nó là thiệt, gọi là chứa tức là cho cảnh nó là thiệt, khởi tâm si. Thấy cảnh đó là cho tốt xấu thì có tham sân, rồi cho nó là thiệt thì có si. Vì vậy mà ba cái đó đều thuộc về vọng hết. Tổ sư nói nghịch thuận tranh nhau là tâm bệnh, tức là ở trong chính tâm mình. Tức là khi mình còn thấy có thuận, thấy có nghịch, đối đãi thì lúc đó đều là tâm bệnh. Tâm bệnh đó là vọng tâm. Cho nên đối với cảnh chẳng hay, chẳng phải đều là vọng tâm cả. Phải hay chẳng phải đều là vọng tâm cả. Thành ra chỗ chữ phải này phải có một cái phẩy nữa hả? Dễ cho người đọc một chút. Cho nên đối với cảnh phải hay chẳng phải đó, tức là thấy có phải hay là thấy có cái chẳng phải đều là vọng tâm. Còn chân tâm thì sao?
Trên tâm không biết mà biết được hẳn, tròn chiếu nên khác với cây cỏ. Vì vậy cho nên họ nói trên tâm là vô tri, vô tri sẽ cho là đồng với cây cỏ. Chứ này vô tri mà nó là thường tri, cho nên nó không đồng với cây cỏ. Chẳng sanh yêu ghét nên khác với vọng tâm, tức đối cảnh rỗng sáng, chẳng yêu chẳng ghét, chẳng biết mà biết, ấy là chân tâm. Chẳng biết, chẳng biết cái gì mà biết, mà biết cái gì. Chẳng biết tốt, chẳng biết xấu, chẳng biết có, chẳng biết không, chẳng biết hơn, chẳng biết kém, vân vân. Tức là không có cái biết đối đãi, mà thấy cái gì nó cũng thấy, biết cái gì nó cũng biết. Đó, thì như vậy đó là chân. Ví dụ như bây giờ tôi ví dụ một cái cho dễ hiểu. Như đây cái chuông, đây cái tắp. Tôi ngồi tôi nhìn ra cái chuông, cái tắp. Tôi xăm soi, à cái tắp nó có cái bông đẹp quá. Cái màu, màu ngang này đẹp, chuông này sao mà nó cũ quá, hết. Thì như vậy cái biết của tôi đó là sao? Là vọng. Còn tôi thấy cái chuông, thấy cái tóc, thấy thì thấy, mà thấy những dưng không có nghĩ hơn cái đẹp xấu gì hết. Thì như vậy cái biết đó là cái gì? Không phải chơi. Thì như vậy thì thấy rõ là cũng cái biết. Có nhiều người ra đây mình nhìn ra biết luôn, biết ra cái tóc thì nó cũng giận rồi, thì cái đó không quá đá. Mà nhiều người hay lầm cái chỗ đó, nghĩa là cái gì nghe nó chân tâm rồi vô tri rồi, nói như vậy là không biết, nhìn cái gì cũng không biết hết, nó chân tâm. Còn nhìn mà còn biết thì e là giọng. Không phải, chân tâm vô tri mà tri, vô tri như bất kỳ, vô tri mà tri, vô tri như tri. Chẳng biết, không biết mà biết, chứ không phải không biết mà không biết cái cây cỏ. Nghĩa là tôi biết cái tóc, tôi biết cái chuông, nhưng mà tôi biết qua cái biết thường, không có phân biệt. Ví dụ như tôi biết cũng cái tóc, cái chuông mà tôi nói tốt xấu, nhưng mà tôi biết cái tóc này dùng để uống nước, cái chuông này dùng để mà mình lắc để cho người nghe đứng dậy sắp ta dân dân. Thì như vậy cái đó là biết gì? Trên là dọc, đó là dọc. Tuy không có phân biệt hình sắc mà còn nghĩ tới công dụng, mà nghĩ tới công dụng cũng là dọc. Còn tôi biết là biết mà không nghĩ tới hình sắc, không nghĩ công dụng, không nghĩ gì hết, không nghĩ gì cái gì về cái chuông, cái tách. Chỉ thấy tách, thấy chuông là thấy biết, mà không nghĩ về công dụng, không nghĩ về đẻ xấu gì hết. Cái đó kéo dẫn cả cái đó chút. Thành ra như vậy mà nói rằng tôi biết cái tóc, tôi biết cái chuông là giọng thì cũng quan như tôi chứ. Trừ khi tôi biết cái tóc và cái chuông bằng cách phân biệt cái tóc đẹp, cái chuông xấu. Cái tóc thì nó bằng đất, nó chết cái bể. Cái chuông bằng đồng, nó cũng bể. Nhưng mà tôi biết đó là giọng. Còn tôi biết mà tôi không có phân biệt gì hết, mà nói là giọng mà quan. Tại sao? Cho nên kéo ở phần chỗ đó, nó kê đi một tí là đã cạnh rồi, chí chiếu rồi, đã lệnh. Cho nên nó thường hiện tiền, mà mình không biết dùng nó thì mình bị lắm. Mình cứ bị cái giọng nó che hoài lắm. Và nếu mình biết dùng nó thì nó không có. Vì vậy cho nên thánh nhân cũng biết ăn, biết nói, biết uống, biết đi, biết làm công việc, mà vẫn là thánh. Còn mình biết cái mình không phạm, đó là tạm vậy. Chứ đâu phải nó thất nhân rồi không biết, nó tới chân tâm rồi không biết gì hết. Nếu không biết gì hết đã thành cây cỏ rồi. Thân nhận ra chân giọng và các tình khó tế nhị. Cho nên nói là sai chi nào đi, cách chi thiên lý đó. Nên sai một nào đi là cách tới trời đất rồi. Chứ đừng có nói
là gần hay là xa sẽ mình nhìn hai cái đó, cũng nhìn hai cái đó, cũng biết hai cái đó, mà cái biết của chân, cái biết của vận. Mà nếu mình cho nên là khéo một chút là đi đâu mình cũng thấy mình sống chịu dụng của chân tâm, không khéo một chút thì đi đâu mình cũng thấy mình sống trọng tâm hết. Cho nên có nhiều chỗ khi mình muốn bỏ vọng thì mình bỏ luôn cả cái chân. Vì thế cái phân biệt, cái biết vận rồi cái chân nó cũng biết đó, mình bỏ luôn. Rồi khi mà nói muốn thì trong luôn, ôm luôn cả cái giọng đúng rồi. Đãi vàng khi mà thấy vàng nó có nó trong lãnh trong đất, muốn bỏ đất đổ nó đổ luôn cái vàng. Rồi khi mà mình thấy đãi một phút một rổ đất lên có một chiếc vàng đó, muốn lấy vàng ôm luôn cái đất đó, là cái không khéo lọc sửa, không khéo nhận xét. Chứ mình khéo nhận xét thì ngay hay đó mà biết đâu đất là vọng. Biết như vậy thì người đó dễ. Trong tiểu luận nói thánh tâm ấy chẳng có, tức là không tướng, bởi vì không hình tướng cho nên người ta nói là chẳng có. Cần dùng nên chẳng thể là không, cần dùng gì nó cũng hiện được hết, cho nên không thể nói là không. Không có thì cái tâm của nó là vô tướng, nó không có hình tướng cho nên nó chẳng có. Vì cần ứng dụng ra cái gì thấy cũng biết, cho nên nó cái dụng nó thì cần dùng đâu cũng được hết. Ví dụ như ứng đau mắt thì mình thấy sự vật thì như vậy đâu có hết, nó là không. Nhưng mà hỏi chứ nó nằm ở chỗ nào, hình dáng là sao thì chịu thua. Không có nói hình dáng là sao, không nói nó nằm ở chỗ nào được hết. Thì như vậy cho nên nói chẳng có, chẳng có gì là không tướng. Nhưng mà ứng ra sự vật, ứng ra tai thì nghe, ứng ra mắt thì thấy đó. Nếu mà mình đừng để cho nó cứ vọng vang đi nữa thì tai cũng đứng nghe, mắt cũng đứng thấy, đâu phải là không. Cho đến chẳng có nên biết mà không biết. Bởi vì biết mà không biết, biết mà không biết tức là nó biết với cái không phân biệt, cho nên nó biết mà không biết. Đó là tính chất mặt chẳng có. Chẳng không nên không biết mà biết, không biết mà biết cho nên nói là chẳng không. Vì thế nên không biết tức biết, không nói khác với tâm của thánh nhân vậy. Tức là cái tâm thánh nhân cũng rộng ra, không có phân biệt mà vẫn thường lý đi. Thì tâm của Phật của mình vậy, không có khác. Tại vì mình không nhận ra nó, rồi mình trở thành ra tưởng như là khác đi, thì mình không có khác. Lại vọng tâm nơi hữu trước hữu, nơi vô trước vô, thường ở hai bên chẳng biết trung đạo. Nghĩa là gặp bên nào chấp bên ấy, thường luôn luôn ở hai bên để không có chỉ trung đạo. Cho nên nhiều khi quý vị thấy nói rằng khi mà mình ngộ được rồi không có thấy nam thấy nữ, là vì tất cả người mình đều không có khởi phân biệt, thấy người là người thì cái đó là trên, thấy người phân biệt đây là nam kia là nữ, đó là tốt kia là xấu, nhân đó là một đó, cái lỗi là lỗi tại cái phân biệt đó. Chính gia nói bỏ vọng tâm giữ chân lý, tâm lấy bỏ thật xảo nguy. Nghĩa là nếu mình bỏ cái vọng tâm giữ chân lý, tức là bỏ cái này tàu kia, tức là hai bên, thì còn có tâm lấy và tâm bỏ, như vậy đã trở thành xảo nguyện. Xảo nguyện tức là giả dối rồi. Người học chẳng rõ dụng tu hành, chúng ta tu mà không rõ cái đó để mà bỏ cái giọng đừng theo. Lâu thật nhận giặt lấy làm con, cứ mà sống cái bỏ cái này tìm cái kia đó, thì cái đó đó là giặt đó, mà mình không hiểu mình
nhận nó làm con thì hết tất cả tự tạng theo đó mà tiêu. Nếu là chân tâm thì dù ở trong hữu vô mà không rơi vào hữu vô, thường ở trung đạo. Thành đối diện trung đạo này nó khó làm sao. Người ta biết tưởng là bên này có, bên này không, trung đạo ở giữa, phải không? Nhưng mà không phải hết. Trong cái có này không chấp có, trong không chấp không, đó là trung đạo. Chứ không phải ở giữa này. Còn người phạm phu thì chấp có, thì chấp có, cái không thì chấp không, cho nên mất kẹt hai bên. Còn người mà đối với cái chân tâm thì không có phân biệt, cho nên có cũng không chấp, mà không cũng không chấp, thì đó gọi là trung đạo. Ngay cái có mà không chấp có, cái không mà không chấp không, chỉ vì không khởi suy nghĩ thì nói có mà không cái gì. Cho nên thấy mà dẫn như không này cũng biết là không, có đây cũng biết là có, nhưng mà tâm cứ như thì đương nhiên là trung đạo. Còn mình nói cái có là cái này là cái không thiệt, mà không là không có hình tướng, có là có hình tướng, nhưng dân mình phân biệt như vậy thì thành ra hai bên đó là cái khó. Cho nên cái học của thế gian càng học càng mắc kẹt trong cái mà phân chia tỉ mỉ, mà càng phân chia tinh tế rồi mình càng chìm trong cái chỗ mất cái đạo nhất trung của thánh hiền. Nhất trung đó gọi là mất cái trung đạo. Vì vậy nên đây rất là đơn giản. Trên tâm là không có giãn trạch, không có phân biệt. Biết mà không giãn trạch, không phân biệt. Còn vọng tâm biết bởi cái phân biệt, cái giãn trạch theo hai bên. Tổ sư nói, chẳng đuổi hữu duyên, chẳng trụ không nhẫn, một giống thường hàng, bỗng nhiên tự hết. Tức là không có theo cái có, mà cũng không trụ cái không, chỉ có một cái tâm bình thản, nhất chủng bình hoài đó, chỉ một tâm bình thản, thì tự nhiên nó được là hết sạch. Tiểu luận nói, thánh nhân làm việc có mà chẳng có, ở trong không mà chẳng không. Tuy không thủ hữu vô mà chẳng xả hữu vô, hòa mình trong cành lao, dạo khắp ngũ thú, lặng lẽ mà đi, rõ ràng mà đến, nhạt nhẽo không làm mà không gì chẳng làm. Thành ra mình thấy những cái câu này là thật là hay. Thánh nhân làm việc có mà chẳng có, có mà không chấp, thì có thì không có, ở trong không mà chẳng không, không có chấp không thì đâu có cái gì mà nó không được. Tuy không thủ hữu vô mà chẳng xả hữu vô, nghĩa là mình không thủ thì xả, tức là không chấp thì bỏ. Còn đây không chấp không bỏ, tâm nó như thì nói gì chấp là bỏ, phải không? Còn mình nói cái này xấu thì chấp cái này là bệnh, bỏ đi thì hết bệnh. Mà đã mình có nghĩ tới cái chấp, nghĩ tới cái bỏ thì đó là các hai bên các ngài hòa mình không cần lao, tức là lăn lộn trong ngũ thú, lặng lẽ mà đi. Lặng lẽ mà đi tức là tâm như lăn lộn trong ngũ thú, mà tâm lúc nào cũng như gọi là lặng lẽ, rõ ràng mà đến, tức là như mà vẫn đinh chi sáng suốt, đó gọi là rõ ràng. Nhạt nhẽo không làm, tức là coi như không làm cái gì hết, thì tâm nó như đâu có cái gì mà gọi là có những cái mà mình mà ham hố hay là thích thú, nhưng mà ứng dụng vô cùng. Cho nên không làm mà không gì chẳng làm, tâm lặng lẽ ứng dụng vô cùng, thành ra coi như không làm mà không gì chẳng làm, vô vi vô bất vi. Đây là nói bậc thánh nhân chuỗi tai thì cười đi khắp ngũ thú để tiếp dẫn cho quá chúng sanh, đi tới lui mà không ở trong tướng tới lui, vọng tâm chẳng phải thế, cho nên trên tâm vọng tâm không đồng.
lại trên tâm là tâm bình thường, còn tâm là tâm bất bình thường. Thường thường người xưa nó bình thường tâm thì đạo đó, tâm bình thường là đạo. Khi nói tới tâm bình thường tức là gì? Tức là nói tới cái tâm chân. Còn bất bình thường tức là nói tới không vọng. Nhưng nó bình thường, bất bình thường liền có câu hỏi sao gọi là tâm bình thường? Đáp: mọi người đều có đủ một điểm linh minh tạm nhiên như không. Linh minh tức là nó sáng sủa, tạm nhiên tức là lặng lẽ, không có hình tướng giống như không, biến khắp mọi nơi, nó đầy khắp hết. Đối với việc thế tục tạm gọi là lý tánh, đối với vọng thức liền gọi là chân tâm. Thành nó nói là chân tâm gọi lý tánh, đó là chỉ đối với thế tục và đối với vọng thức mà nói thôi, chứ cái đó thì nó không có, không có tên, không có họ. Mà vì đối với cái thế tục thì nó là lý tánh, còn đối với vọng thức nó tạm nói là chân tâm. Không một mãi mai phân biệt, gặp duyên chẳng lầm, trong một niệm lấy bỏ chạm vật đều khắp, chẳng theo cảnh giờ đổi. Đó, nó cứ như như thấy gì cũng biết hết, mà không có phân biệt, không có dính, không mắc cái gì hết, thì như vậy thì nó không có bị giờ đổi cái gì hết. Giả sử theo dòng nguyện diệu chẳng lìa hiện tại lặng yên, còn tiền tức giết anh chưa thấy. Nó cứ lặng lẽ như như mà đối chiếu, thấy cảnh biết người mà dần yên tĩnh. Đó thì đó là trên. Còn mình khởi nghĩ tìm cái trên đó thì biết mình chưa thấy rồi đó. Đấy tức là trên tâm. Thì như vậy trên tâm là cái không thủ, không trả, không có phân biệt, cho nên gọi là tâm bình thường. Hỏi sao gọi là tâm bất bình thường? Đáp: cảnh có phàm thánh, niệm tịnh, đoạn thường, lý sự, tâm diệt, chữ lai, ảo trú, thiện ác, nhân quả. Đó là đối, có cái đối đãi nhìn bằng đối đãi phàm thánh, niệm tịnh, đoạn thường, diệt danh. Thì những cái gì đó đều là cái bất bình thường hết. Nếu nhỏ nhặt là kẻ ác có ngàn sai muôn khác, tức là quá nhiều cái đối đãi như vậy, nay nêu ra mười đôi đều gọi là cảnh bất bình thường. Tức là còn thấy có hai là bất bình thường. Nói tóm lại, còn thấy có hai tức là thấy pháp này đối pháp kia đều là bất bình thường hết. Tâm theo cảnh bất bình thường này mà sinh, tức là phân biệt đây là nhiễm, kia là tỉnh, đó là theo cái bất bình thường mà sinh. Theo cảnh bất bình thường này mà diệt. Tâm cảnh bất bình thường đối với bình thường trên tâm ở trước nên gọi là bất bình thường vọng tâm. Ở trước bình thường là trên tâm, thì ở đây bất bình thường gọi là vọng tâm. Trên tâm vốn đủ, chẳng theo cảnh bất bình thường mà khởi các sự sai biệt, cho nên gọi là bình thường chân tâm. Thì như vậy chúng ta nhớ rõ là khi nào mà mình nhìn với con mắt đối đãi với cái phân biệt có không phải quấy, thì lúc đó đều thuộc cái bất bình thường hết. Còn mình nhìn sự vật mà không có phân biệt, trong phân biệt không phải là không biết, biết mà không có vọng suy nghĩ, biết mà không có so đo tính hơn tính thua, tính phải tính quấy, thì cái đó đều là chân. Hỏi: chân tâm bình thường không có các nhân khác, thế sao Phật nói nhân quả thiện ác báo ứng? Đó là tâm chân tâm bình thường thì nó không có mắc kẹt cái đối đãi của nhân quả. Tại sao được kinh Phật lại nói nhân quả? Đáp: vọng tâm chạy theo các cảnh nhưng chẳng rõ các cảnh nên khởi các tâm. Ở các tâm tức là thương ghét giận hờn nhân dân đó. Phật nói các pháp nhân quả để trị các cái vọng tâm,
nên cần lập nhân quả. Nếu chân tâm này chẳng đuổi theo các cảm, do đó chẳng khởi các tâm, Phật tức chẳng nói các pháp thì đâu có nhân quả. Thì bây giờ nếu mà nói chân tâm thì nó lặng nhiên, nó không thường hằng, không có biến đổi, thì có nhân có quả thì có cũng bằng thừa. Còn cái vọng tâm thì nó phân biệt hơn thua phải quấy, cho nên phải thì có cái nhân quả của phải, mà quấy thì có nhân quả của quấy. Đó để đối trị với cái vọng tâm. Cho nên còn vọng thì nhân quả rõ ràng, còn hết vọng thì sao? Thì sao? Thì không lầm nhân quả, chứ nó không có nhân quả thật sự. Nếu mà mình hết vọng rồi thì không lầm nhân quả. Còn nếu còn vọng thì nhân quả rành rành, còn hết vọng thì không lầm nhân quả. Đó là cái kéo nói của người tu đó. Hỏi, trên tâm bình thường chẳng sanh ư? Nếu mà trên tâm bình thường nó không có gì giấy khởi gì hết sao? Đó, trên tâm có lúc khởi dụng, nhưng chẳng phải theo cảnh mà sanh, chỉ là chịu dụng du hí. Du hí chịu dụng đó cũng như là chịu dụng tự tại, an lành tự tại, chẳng lầm nhân quả. Chẳng lầm nhân quả, cái chịu dụng đó một cách là an lành tự tại, chứ không có phải là gì cảnh mê cảnh mà có chịu dụng. Ví dụ mình thấy mình cũng biết mà mình không có phân biệt tốt xấu, cho nên nó không mắc kẹt trong nhân quả thiện ác. Còn nếu mà mình phân biệt tức là mắc kẹt, nhưng mà mình biết rõ không lầm. Biết chỗ trụ của chân tâm. Hỏi, người chưa đạt chân tâm, đây là trả lời cái chỗ mà rất nhiều người sợ. Bởi vì tu đây thì không cầu về cực lạc, cũng không cầu đến thiên đường, cũng không cầu cõi nào hết trên rồi. Thời người ta cứ băn khoăn để xếp đi về đâu, ai cũng như ai. Thế là cái đó thật là một điểm. Tại vì mình chưa bệnh nặng cho nên mình chưa có nghĩ tới vấn đề đó. Chứ bệnh nặng rồi cũng sẽ đặt ngay vấn đề. Bởi vì mình đâu có cầu cực lạc, mà mình định đâu có mong lên thiên đường, mà cũng không đi chỗ nào hết, rồi để đi đâu. Đó là cái vấn đề hệ trọng. Chúng ta phải tỉnh táo nhận xét cho tường tận, rồi mới đầy đủ niềm tin. Mà đầy đủ niềm tin rồi mới an ổn tâm trí. Chứ không thì cũng phải lính quýnh, phải lo sợ khi gặp cái cảnh đó tới. Thầy hỏi, người chưa đạt chân tâm, do mê chân tâm nên làm nhân thiện ác, do làm nhân thiện nên sanh tâm thiện đạo. À, làm nhân lành thì sanh phải lành, do làm nhân ác nên vào tâm ác đạo, làm nhân ác thì phải vào quả ác. Theo nghiệp họ sanh, lý này chẳng nghi, đã chắc rồi, đâu thì đi đó có đường có lối thẳng thôi. Nếu người đạt chân tâm, vọng tình cạn hết, thế chứng chân tâm, không nhân thiện ác, không có nhân thiện, không nhân ác. Vậy thì cái điểm linh của thanh sao, gá nương vào chỗ nào? Tức là cái điểm linh đó sau khi bỏ thanh này rồi, nó tựa vào đâu? Nó tựa vào đâu? Đáp, chớ bảo có chỗ cá nương là hơn không có chỗ cá nương. Thầy quở đó, cái đầu tiên là thầy quở. Đừng có nói là có chỗ cá nương là hơn không có chỗ cá nương. Không cá nương là tốt, cá nương mới là không tốt. Chứ đừng có nói rằng có chỗ cá nương, có chỗ về đó là tốt. Chứ cá nương tức là về đâu đó. Đừng nói là có chỗ về đó là tốt, hơn không có chỗ về. Chính không có chỗ về đó mới là hơn có chỗ về. Đây, lại cũng chớ cho không gá nương, không chỗ gá nương đồng với phiêu linh lãng tử ở thế gian.
giống như loài quỷ vô chủ của hồn. Nghe nói vô chủ của hồn nó lang thang rồi đây qua đó, hay những cái bọn phiêu linh lãng tử rồi nó rồi đây qua đó không chốn nơi, rồi nghe nói không chỗ đó được nữa, tại chết rồi nguy rồi, mình chết rồi cái thì thôi, nó cũng như là quỷ của hồn lang thang không biết đi về đâu. Cho nên chính cái chỗ này thì có nhiều vị dọa dọa mình nó sẽ chừng hà tu thiền nữa không có chỗ về, nguy rồi. Cái chỗ đó là ngài quở như vậy thì ngài bắt chúng ta phải nhận xét hai điểm. Điểm thứ nhất là đừng bảo rằng có chỗ về là quý, không có chỗ về là tiện. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, đừng nói rằng nghe nói người tu thiền không chỗ về rồi tưởng là sẽ phiêu linh như bọn lãng tử và sẽ mang hoang như bọn quỷ của hồn. Đừng nghĩ như vậy, nghĩ như vậy là lầm. Đây là ngài nói đặc biệt, nếu nói cho rõ đặc biệt, ông hỏi, ông nêu câu hỏi này mà hỏi đó, tức là ông mong còn cái chuyện khá đương chứ gì, hay là ông mong còn cái chỗ về chứ gì. Đó, đúng thế, tôi hỏi vậy tức là tôi muốn kiếm chỗ về đó. Thì ngài giải thích đây, ở trên là ngài hóa bằng cách quở đừng cho mình hiểu lầm. Đây là người giải thích. Người đạt tánh thì chẳng đúng. Ông nói có chỗ về là đúng, thì thiệt ra nếu người hiểu đạt được lý tánh rồi thì không đúng. Không có chỗ về mới đúng, chứ còn nói có chỗ về là không đúng. Tất cả chúng sanh do mê giác tánh nên vọng tình ái nhiễm kết nghiệp làm nhơ. Trong lục thú họ báo thiện ác, thọ quả báo thiện ác, đó là quả. Giả như thiện nghiệp là nhân chỉ được thiện quả, thì như vậy có cái nghiệp thiện thì được cái quả thiện thôi. Thì như vậy tức là ta chỗ đi đó, nhưng mà đi trong cái nghiệp phải không? Từ chỗ phù hợp với nghiệp mà tâm ngoài ra chẳng được hòa dụng. Nghĩa là cái chỗ nào, từ khi chỗ nào họ có tạo nghiệp phù hợp với nghiệp họ thì họ phải thanh thản chỗ đó, còn những chỗ khác thì họ vô phần. Còn người trong cái chỗ đi này thì sao? Ưng tới đâu tới, không ai bắt buộc gì hết. Như vậy là tự tại tự do trước được chết mà lại chọn. Nghĩa là đấy kia thì chỉ định ông tạo cái nghiệp đó, ông có quyền đi tới đó, chứ ông không được đi đâu nữa hết. Đó là sự chỉ định bắt buộc. Còn cái này là ưng tới đâu tới, dòm trong đó ai cái gì tới chỗ họ, chỗ nào mà muốn thì đi trước hơn là bao nhiêu lần cái đó. Cho nên nói là trừ cái chỗ nào mà phù hợp với nghiệp mà thanh ngoài ra chẳng được hòa dụng, đó là dù muốn cũng được đó. Hồi đó đã tạo nghiệp gì thì giờ cái gì thẳng sau đó chứ không đi khác được. Các cõi đều như thế, các quả đều như thế, tức là người tạo nghiệp quả nào thì thẳng thì quả đó, chứ không có đi khác hơn được. Đã từ nghiệp kia nên chỗ phù hợp tâm cho là vui, chỗ chẳng phù hợp tâm cho là khổ. Bởi vì theo nghiệp cho nên cái nghiệp mình thích cái gì á thì cho cái đó là vui, còn cái mà mình không có nghiệp thì mình cho nó là khổ. Thôi ví dụ như bây giờ mình nói theo chuyện là thói quen cũng là nghiệp, nhưng mình ăn chay đã thành quen rồi 30-40 năm ăn chay. Nếu người nào mà ăn chay kỹ á thì quen, bữa nào đó bất tình lình sẽ dọn cá dọn thịt mình lại cho mình nghe mùi nó tanh, phải không? Thì như vậy thì cho ăn chay là ngon, ăn cá thịt là hôi áp dơ bẩn, thì đó là cái nghiệp, thành cái nghiệp ăn chay. Còn người ăn cá thịt quen rồi dọn chay thì sao? Dọn chay thì thấy nó còn lệch lạc đúng không trời? Thì như vậy thì thấy cá thịt là ngon mà cá là dở, thì đó là theo nghiệp. Thành ra cái nghĩa là gì? Là một thói quen mà nó tập cái đó cho nên ở thích cái đó cho nên cái khác là dở. Cũng như mấy người chuyên môn uống rượu thì thấy rượu cho nên họ thấy ngon, thấy không? Cũng như món đồ thịt ngon. Còn mình mà chưa từng biết uống rượu thì rượu uống sao? Để cho mồi người nó cay ché là chán rồi. Đó, thì như vậy rượu đối với mình là dở. Thì như vậy cái ngon cái dở đừng tưởng là tất cả đều ngon như nhau.
tất cả đều là giỏi như nhau, mà đều là thường cách tập, cách thói quen. Cũng như vậy, cái vui của chúng sinh đó là cái chỗ là họ họ có tạo nghiệp, họ là cái chỗ đó họ thích, họ vui, cho nên họ chui đầu vào chỗ đó, rồi họ chịu những cái gì theo nghiệp của họ. À, chứ là chỗ nào họ không có tạo thì ở coi như cái đó không thích, họ không ưa cái đó, thì cái đó để cho người khác. Bởi chỗ phù hợp thân là chỗ tự mình giá nương, chỗ chẳng phù hợp là chỗ người khác giá nương. Thì như mấy ông viền rượu thì quán rượu là chỗ giá nương, còn mấy ông viền áo thiện thì chỗ tiệm áo thiện là chỗ giá nương, mấy ông viền cờ bạc thì cọc bạc là chỗ giá nương, phải không? Viền cái nào thì có giá nương chỗ đó, còn chỗ khác thì chỗ người khác mình không có phần. Cho nên có vọng tình thì có vọng nhân, có vọng nhân có vọng quả, có vọng quả thì có ra đường đó, tức là có chỗ về. Có vọng quả thì có chỗ về, thì như vậy có chỗ về tức là nói trong cái gì? Còn có vọng tình còn có nghiệp, còn vọng tình còn nghiệp thì mới thấy còn có chỗ về. Có ra đường thì tâm ra kia đây, à, kia và đây tỷ thử, thân ra kia đây thì có thích hay là không thích, à, có thích hay là không thích, thì như vậy rõ ràng có phân chia. Nay chân tâm thế hợp với giác tánh, không thanh diệt khởi ra dị dụng, không thanh diệt, bởi vì cái giác tánh là không thanh không diệt, thì có diệu dụng ấy cũng là diệu dụng của không thanh biệt. Diệu thể chân thường vốn không thanh biệt, diệu dụng tự nhiên như có thanh biệt, mà có thanh biệt trong cái không thanh biệt. Nhưng từ thể thanh ra dụng nên dụng ấy tức là thể có gì là thanh diệt, vì cái thể nó thanh diệt cho nên khởi dự dụng, cái dự dụng nó tuy thấy dự dụng như có thanh diệt mà thực ra cũng không thật có thanh diệt. Người đạt đạo tức là chứng chân thể nên sự thanh diệt kia có can hệ gì? Bởi vì chứng được chân thể cho nên cái thanh cái diệt nó không có nghĩa lý gì hết trơn. Như nước lấy tánh nước làm thể, sống ngoài làm dụng, tánh ước nguyên không thanh diệt, nên sống ngoài trong tánh ước nào thanh diệt ư? Thì tôi thấy sống chập chờn mà sự thật đứng về mặt thể mà nói thì nước sống đâu có, thanh đâu có diệt, còn đứng về tướng là thấy nó có chìm lên, nó nổi lên chìm xuống. Để tiệt ra cái thể nước trong sống đó cũng không có thanh diệt. Nhưng sống lìa tánh nước cũng không riêng có, nên sống cũng không thanh diệt. Người chưa nói khắp cõi nước là mắt của Sa Môn, khắp cả nước là già lắm. Thì như vậy về đâu bây giờ? Chỗ nào cũng là mắt của Sa Môn hết, đều là nằm trong con mắt của mình hết, còn đâu nữa về? Rồi tất cả ở nào cũng là già lam của mình ở hết, còn chỗ nào nữa về? Khắp mọi nơi là chỗ an thân lập mệnh của người ngộ lý. Thì người ngộ lý rồi thì nơi nào cũng là chỗ an thân lập mạng của mình hết, không có đâu là thiên rẽ. Người đạt chân tâm thì tứ tâm lục đạo một chốc liền tiêu tan, trên hà đại địa đều là chân tâm, chẳng thể lìa chân tâm này riêng có chỗ gá nương, riêng cái chỗ về. Thì như vậy mình về đâu? Về chân tâm, giống như nói bọt tan thì về biển. Về chân tâm chứ không về đâu hết. Về chân tâm tức là cái dụng nó mất thì nó trở về thể, chứ có nói về đâu bây giờ. Thành thử là cái chỗ gá nương của mình
chỉ là chân tâm thôi, chứ không có gắn nương cái gì nữa hết. Đã không ba cõi làm vọng nhân, ác không có sáu thú làm vọng quả. Bởi vì mình không có tạo nghiệp ba cõi thì làm sao mình có sáu thú để mà đi thọ sanh trong sáu thú. Vọng quả đã không, nói gì gá nương. Không gá nương, ác không bị thử. Tức là mình không có sanh nơi này, nơi kia thì mình đâu có thấy đây kia. Đã không bị thử thì có gì là thích hay là không thích. Thích, không thích đều do nghiệp mà ra. Bây giờ mình đã không có nghiệp thì tự nhiên còn gì nó thích thì không thích nữa. Mười phương thế giới chỉ một chân tâm, toàn thân thọ dụng không riêng gá nương. Mình thể nhập vào chân tâm thì đầy khắp mười phương, còn rác gá nương riêng chỗ nào giờ? Đó là nói thiệt là rõ rồi, nhưng mà ngài muốn rõ hơn nữa, ngài dẫn chứng lại đối với môn thị hiện thì tùy ý qua lại mà không chướng ngại. Thì tuy nhiên nhập vào cái bản thể hay là pháp thân thì trùm khắp cả mười phương thế giới, đâu riêng cái chỗ nào mà gọi là cá nương. Nhưng mà về cái pháp môn thị hiện, về cái cửa thị hiện độ sanh á, thì lúc đó tùy ý. Ví dụ như mình tu bây giờ mà mình đã thể nhập được lý tánh rồi, khi thân này đã mình không còn có vọng niệm để đi thọ sanh các nơi, mình liền thể nhập được chân tâm. Khi thể nhập được chân tâm rồi, lúc đó các sáng suốt trùm khắp đó mình mới nhìn thấy, nhìn thấy chúng sinh nơi nào có duyên đáng đỏ thì tùy đó mà thị hiện. Cho nên nói bên cái môn thị hiện thì tùy ý qua lại. Thị hiện tức là nhìn thấy chúng sanh nào có duyên với mình đỏ thì mình thị hiện tùy ý đến, chứ không có ai ngăn cản, không ai chống đối. Đây mới dẫn trong truyền đăng có chép rằng thượng thơ Ôn Tháo hỏi Ngạc Phê Phong: người ngộ lý một phen tuổi thọ hết, gá nương chỗ nào? Phê Phong đáp: tất cả chúng sanh đều có đầy đủ cái linh minh giác tánh cùng với chư Phật không khác. Nếu hay ngộ tánh này, tức là pháp thân vốn tự vô sanh, có gì nương gá? Thể nhận được cái đó thì vô sanh rồi, còn gá nương cái gì? Gá nương tức là còn sanh. Cái linh minh chẳng muội, tức là sáng suốt chẳng muội đó, rõ ràng thường biết, không chỗ đến cũng không chỗ đi, vô sở tùng la những vô sở xứ của chân Như Lai. Nhớ câu đó thì Như Lai đó tức là chỉ cho chân tâm. Thì hỏi còn đi đâu? Chỉ lấy không tịch làm tự thể, tức là lấy cái lặng lẽ rỗng rang làm tự thể, chớ nhận sắc thân, đừng có ôm cái thân tứ đại này. Nhớ vậy, đừng có bám vào cái thân tứ đại này mà mình thấy mình là rỗng rang thanh tịnh. Lấy cái linh tri làm tự tâm, chớ nhận vọng niệm. Linh tri tức là lấy cái biết thường hằng không phân biệt đó làm tâm mình, chứ đừng có theo cái vọng niệm. Vọng niệm nếu dấy lên đều không theo nó, đến lúc mạng chung khi ấy nghiệp tự nhiên không thể cột. Người mà được dạy thì khi chết nghiệp không có cột nổi. Tuy có thân trung ấm mà chỗ đến tự do, cũng đến đâu thì đến, không có gì ngăn ngại hết. Cõi người, cõi trời tùy ý mà gửi nương, muốn đi đâu cũng được, muốn lên cõi người cũng được, lên cõi trời cũng được, nghĩa là tùy thấy đâu có duyên thì tới đó độ, thấy đâu có thể tu được thì tới đó tu. Cho nên đừng lo, ví dụ như người niệm Phật mình chạy về cực lạc mình có tu thêm, còn mình đã tu thiền thì giả sử lúc đó quý vị muốn ghét cực lạc cũng được, có ai này đâu, phải không? Vì không ai buộc mình hết cái gì, chứ còn sợ có buộc thì mình mới là mắc kẹt. Cái này không ai buộc hết, ví dụ muốn chạy vào cực lạc cũng được, thấy ở bên này mà không có duyên tu nữa thì chạy về cực lạc, hoặc là chạy về cõi nào thấy đủ duyên tu thì tiếc, chứ có gì đâu mà sợ.
thì như vậy quý vị thấy sướng hơn. Còn nếu mà mình chuyên có một chỗ thì nó kẹt chỗ đó, giả sử lúc mà đó mình thấy cái chỗ nào đẹp hơn mình đi cũng không được, vì mình cột có chỗ rồi. Còn đây tự do tự tại lựa chọn, thấy cái chỗ nào có duyên mà thấy tiến tu được thì chỉ tới đó, chứ có gì mà lo. Thực là trung sướng, cái trung sướng như vậy mà người ta được chọn. Cho nên gọi là mình phải thực nhận cho sâu để rồi mình mới an lành trong cái sự tu. Đây tức là chân tâm trước và chỗ đến của thân sau ấy vậy. Đó là trước mình ngộ được chân tâm, là sau mình muốn đến đâu là tùy ý, ưng đến đâu là đến, thì đó là cái chỗ đến sau, muốn đến đâu đến, chứ còn không phải bắt buộc gì hết. Thôi chuyện này nghỉ, ngày mai còn chuyện nữa.